cả cây số mới được con sò. Bữa nay đi xa quá mà kiểu này hấp thu rồi anh ơi, nước nó em thấy nó muốn chảy vô anh. Đi về cái đổ sò có gì đâu, có mấy con ha, chơi tiêu rồi cả nhà ơi, tiêu rồi tiêu rồi. Cái này được mới lục xả chiều về hả, lá xả lục xả đâu. Ôi ơi, chừng 30 con cái gì anh ơi, bự thì có bự. Hai bốn sáu tám mười đi phơi sơ coi, 12 14 16 18 20, trời hai mấy 30 con hả ông ơi, thì cũng mới bắt đó chứ có đâu có lâu đâu cả nhà. Phải mưa quá cái thời gian mưa đó cái có bắt được đâu. Gặp cái chỗ nào mà sợ nhiều coi mới được. Bữa nay chắc thiệt luôn rồi chứ không phải giỡn đâu ghé, thiệt rồi đó. Và hổm là còn có cái cống về vớt được 80 mấy con hay gì đó đợt bữa đó đó, sò bự bự. Bữa nay là ở ngoài này anh chồng mình nói đâu có xin có gì bọng gì đâu, đâu có đổ ra đây đâu. Bữa nay thiệt rồi các trời ơi. Hả chứ sang Bắc mà bữa này bữa khác anh ơi, thiệt quả chứ chơi đâu. Ngày mai ở nhà, ở xong nhà đi nha, đừng có bon chen đi xa nữa, ở xong nhà đi. Có nhiều ăn nhiều hết ăn hết. Nay đi mình đi ra xa kinh 17 luôn chưa? Cái cầu đó là chỗ ra kinh 17 đó ha. Giờ thẳng xuống 184 luôn. Đi không? Thấy không, em thấy cục đất mà em giúp em mới vừa tính nói á, em mới vừa tính nói ủa sao thấy trong cục đất quá mà em thấy con sò hay ta. Đi xa dầm một đám mưa nó còn có sò nữa, là người bên chồng mình còn mặc được cái áo mưa cũng đỡ đi. Mới đem hai cái áo mưa này, mốt đi đem hai cái áo mưa, cứ quên đem bờ hãm đem hai cái rồi lấy lại một cái rồi. Nhiều quả quá báo mượn hồn luôn hả? Quả quá rồi bắt ốc luôn. Không có sò quả rồi bắt ốc luôn. Cái này ta bắt hết thì giờ ông ơi, thì cũng có sò bự bự đó mà ít cái nhà chứ không phải không có. Bác không có hồi về cái đầu kinh ranh bắt mớ sò nhỏ gì nuôi ông ơi. Ở bên em thấy tôm cũng nhiều ghê, tôm với lại mà cái đó con
nó búng từ hồi nãy giờ. Ừ, khúc này không thấy rồi, qua khúc rồi, khúc ngoài nãy nhiều ghê, bắt ly lẹ luôn. Đây này cả nhà, cũng nhỏ xíu, không cũng được nhưng mà cũng nhỏ. Cho em nó vô đây đi, bên kia xa quá làm miếng tròn, cũng ít xiên lắm. Mặt ốc nó hay gì? Chồng mình giận quả quá, bắt ông bắt ốc mừng hồn không rồi cả nhà, ông gỡ bắt ốc mừng hồn gỡ vô giò sầu huyết. Giờ mà còn bắt 40-50 con sò bự mới được. 40-50 con sò bự mới được cái ngoài mới được. Không luôn nữa. Bữa nay thiệt rồi, không còn giả nữa. Bắt ốc mừng hồn gì, cái diễn đạo mình bắt mấy nhiều. Bây giờ về nhà luôn là không có đỡ tốn điện xăng phải không? Trời ơi, nó nghe tội nghiệp quá, thương quá. Có mà lai chỗ một con, mà chỗ một con nào nó cho bự thiệt là bự đi, không nhỏ không à. Giờ phải gặp cái chỗ nào mà lụm li lụm lịa hứ hứ hứ. Bơi nãy cái đoạn cái khúc không có, khúc có bắt lịa ốc mừng hồn bữa nay cũng bộ mà nghe giả à. Ít đâu rồi, đâu rồi đâu lại không sợ chăm chú nào. Ồ, còn nằm ở đó luôn. Ốc mừng hồn bữa nay cũng bộ như cái nhà. Về cái mình lấy đồ mình rộng hả?
vô mình rộng. Nó không tới đâu. Ốc nguyên hộp như hiều. Chồng mình ông nói bữa nay ông bắt sò bị thất rồi, ông bơi đó ra nhà. Ông bơi về tới nhà, ông bắt ốc bằng hồn. Bơi trên 17 rồi bơi về tới nhà. Ra nói thì nói chờ nói là phải ráng cho có nghe. Bơi bắt bung bơi sườn quá. Mà anh phải công nhận nghe, mà lại bên này khúc ở ngoài này bự hơn bển không? Không dám đâu, cũng bằng lề bển, lề bển cũng vậy thôi. Giờ bơi được mấy con? Ủa chỉ có khúc này là mới có ít thôi, với khúc ngoài không có. Chứ có khúc ngoài túc ở ngoài anh bắt nãy lia liền chi. Trời. Bơi lẹ đi, bắt được như bắt đi. Chạy lên kênh 17 luôn, chạy xuống dầm đầm luôn. Nước lớn bây giờ ở đó tính cái ghê. Giờ mình không đang bắt không có sợ, ông đang quả cả nhà, ông quả ông nhéo ông làm liều. Vậy người ta quả làm liều. Ở xuống nhầm đầm họ không có sang bơi về luôn vợ đó. Kinh 17 có sợ không ta? Ông đi, ông ngừng đi mà nó có thử cỡ nào. Ông có xuất tiệm đi. Sao? Cũng thấy được luôn nữa. Đã bơi lẻ cấp kỳ luôn vậy đó mà cũng thấy được con sò bơi lớn vậy luôn nữa. Vậy chứ nhiều con nằm khơi vậy đó. Nhìn qua nhà lại thấy nó nằm đâu hết trơn. Ra. Ừ, ra rồi. Đâu? Ôi ơi, khoan lại coi. Ừ, lúc nãy em bắt em sắm qua cái con gặp mà con bự, ba con nằm một hơi dọc lầu lên luôn, gần nhà mưa xình nó lầu lên luôn á. Ừ. Còn nữa không? Được ba con đó hả? Ăn quá, mưa sạch cái ghê luôn, một con sò sạch bóng luôn. Trâu xình con sò đi hết trơn cả nhà. Ôi, nãy mình bắt con nằm đâu dưới này nữa nè. Lụm cho em nó lên này đi. Vô rổ đi. Ở phút chỗ nào cũng ba bốn con nằm xuống lớp vậy trời, anh chồng mình bắt cũng đỡ biết nhiêu nói. Kìa, có một con nữa kìa. Đâu lại thử khúc trên coi. Khúc chỗ này thôi. Đi. Mình thử cả nhà. Không có rồi. Nằm mé chỗ đó không ơi. Lại
cây nhỏ cây nhà, xong nó dậm dít đi. Lâu bơi cả cút luôn, nước lớn rồi mà bắt được con sò, mà còn con sò nhỏ xíu nữa. Thêm mưa rồi mà con vẫn còn ở đây, vẫn còn có sò màu đen ta, ta còn xinh đó. Em phục trở lại cái nhà. Ôi, ôi hay quá. Con sò tuốt trên đó luôn, bự ghê luôn cả nhà. Đâu rồi? Giờ nước lớn dữ trời lắm, mình mênh mông luôn. Bây giờ chỉ hy vọng được bắt ở trên đó thôi các cả nhà. Đâu còn bắt dưới này được nữa đâu. Mạng kinh này thì sợ nó nằm dưới không à. Để đi dưới biết sao giờ, bắt mót mót trên này nè, bự bự cũng được, con lâu lâu con mà bự bự như cũng được, cũng đỡ. Sợ cái kinh này nằm dưới không à. Nãy mình bắt cái lề bên đó đó, nằm dưới không luôn. Ở trên này cũng có gì á. Mà giờ mình bơi ra về rồi thì giờ chịu chứ sao. Sẵn bơi ra luôn, kiếm con nào đỡ con nấy luôn. Cũng bơi về vừa bắt sò được mà cũng vừa đỡ tốn tiền xăng luôn. Bắt được bắt ít. Đâu? Ừ, đây nè, nhỏ. Sát bên, sát bên luôn nha. Mày đi cho sát luôn. Cũng nhiều nha, cũng bộ một cái nhà. Đếm chưa ta? Giờ đếm được chưa ta? Ờ, đếm cũng được rồi đó, đếm coi còn thiếu bao nhiêu. Đếm đi. Đếm coi còn thiếu bao nhiêu cái nhà ơi. Xuống đây, đi em nó xuống đây, đừng đếm sò. Dẹp cái ba cái đầu nghề dơ nhị ra một bên thôi. Dẹp cái chỗ này coi. Bây giờ mình đổ em nó ra đi. Đó, nhẹ nhẹ. Đó. Rồi, mà làm mình điếm bỏ ngược tôi rổ đi cho nó gọn. Chỉ điếm lần hai con nha cả nhà. Ở đây còn sót một con nữa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 30. Rồi nói chung có lớn có nhỏ nha. 32, 34, 36, 38, 40. Tại vì sao bắt về xong mà cả nhà. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 99, 100. 2, 4, 6, 8, 10,
12 với 3 là 15 con. 115 con rồi đó anh ơi. Nói chung cũng tạm ổn. Dầm một đám mưa cả nhà tưởng đâu te tua rồi không có được cái gì hết trơn chứ. Cũng được 115 con rồi đó. Rồi giờ bắt lửa bỏ vô cái đồ tắt nước này đi. Rồi mà em đếm. Giờ bắt già cháy ra được nhiêu được nữa rồi là về luôn á cả nhà ơi, nước mênh mông rồi cả nhà ơi. Hết thấy gì luôn rồi. 115 con. Cũng gọi là chẳng luôn á. Hồi nãy ha, khi mà ổng mưa cả nhà ổng hết mưa rồi, vợ chồng mình vừa lắm chừng đếm tới đếm luôn chừng 30 con, 30 con sò cả nhà đếm sơ qua lại. Thằng ốc bận hồn bậy bạ không à, rầu rồi đó. Vừa xa vừa lối tiếng xăng vừa dậm đám mưa te tua nữa. Ai ngờ cũng được. Kệ cũng vất vả. 115 con sò. Nói chung cũng có sò bán được nha. Sò bán cũng cả ký à chứ ít đâu à. Sò bán cả ký 115 con sò chứ sò bán vớt ra cả ký à. Ký ngoài chứ phải giỡn. Mới nói chuyện cái lương đâu. Sò sông này nằm ở dưới không à. Ông nhận ổng nói quay nói nước lớn cái là vợ chồng mình quay vô liền luôn đó mà không kịp. Cái cầu ở ngoài kinh sông 17 nào ngồi đây còn thấy luôn á. Mà nước này mênh mông thứ được tới bờ rồi. Lẹ dữ thiệt. Vậy đi về. Ủa nói nước lớn bơi bắt ốc mượn hồn mà. Anh chỉ tối giữa trời lắm cả nhà, về này cũng phải 5 giờ mấy đó. Rồi về đi. Kết thúc clip cả nhà ơi. Thì thành quả hôm nay của vợ chồng mình đi qua tới ông Đơn bắt sò luôn là được 115 con sò nha. Đây 115 con sò quýt to ngon đàng hoàng nha. Cũng được gọi là trúng đi. Bây giờ đi về. Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn đón xem video để ủng hộ cho vợ chồng mình nha. Video mình đến đây sẽ được kết thúc. Mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video lần sau với cả nhà. Chào cả nhà nha.